Xin kính chào các bác. Ở video clip này em xin báo giá một số những mẫu loa Nhật cực kỳ gấu và có một số đôi là Nhật xuất Mỹ như đôi Marang 7 này đây. Đây là một cặp loa rất là hiếm gặp các bác ạ. Với phân khúc tiền chưa đến 10 triệu, các bác kiếm một cặp loa có chất tiếng như những dòng JBL kiểm âm. Các bác lưu ý giúp em là như những dòng loa JBL control monitor các bác nhé. Thì chỉ có Marang 7 và một số những dòng loa MX7 của OnQ và một số dòng nữa, nhưng ở đây em có cặp ma răng. Cái tiếng bát nó rất sâu và con bát nó màu màng xanh, giống như những con bát trên những dòng bốt monitor các bác, nhưng cái củ của nó làm sâu xuống, sâu kiểu như những dòng loa cổ bâu rắc của Mỹ các bác, đánh rất sâu luôn. Và gân của nó là gân lụa, nó có gân lụa các bác nha, và có tẩm một lớp keo kiểu như keo dầu các bác, và tiếng bát rất mềm, đánh sâu, và một chung giấy, một chép giấy. Thì cặp Marang 7 này các bác biết giá trên thị trường rồi, nó dao động khoảng 10 triệu đến 9 triệu là rẻ nhất, nhưng nó khoảng 10 triệu, 10 triệu rưỡi các bác nha. Nhưng nhà em có một cặp Marang 7 bát 30 này, rất nặng, rất gấu các bác. Đấy, thùng gỗ lạng đẹp xuất sắc luôn. Vừa về hàng xong, em để các bác giá chỉ có 8 triệu 8 rồi, bắt đầu nhanh tay lấy một cặp Marang 7 các bác nhá. Cặp này cực kỳ chất luôn các bác lưu ý. Và khả năng phối ghép nó rất là dễ. Các bác lưu ý là nếu các bác có những chiếc âm ly xuất âm tụ đánh vào đây, đó nhất cho anh con xuất âm tụ của Sony đâu em nhỉ? Nhất anh con Sony 14 đây, nhất cho anh con Sony này đây. Các bác mà có một chiếc Sony mà sử dụng bằng dây đèn các bác nhá, em có một chiếc Sony âm ly giá cỏ thôi, đánh mà rất hợp. Đó các bác, cách đây khoảng 3 năm trước em có một bộ cấu hình này, em biết, và chính bộ cấu hình này cách đây 3 năm trước em để chơi các bác nhá. Ngày trước em để chơi ở trong phòng nhà em, bộ này em nhớ mãi luôn. Và ở đây nhà may quá nhà em cũng có một chiếc âm ly này. Chiếc này nó sử dụng một con dề có hai bóng đèn ở phía trong, chất âm ngọt ngào như âm ly đèn, và xuất âm tụ và ba con tụ xuất âm rất là chất luôn các bác. Con Sony này là Sony 1140, giá chỉ có 4 triệu các bác nhé. Và dòng này thì nó là rất là hiếm gặp, các bác lưu ý nó có hai cái bóng này các bác, nó có hai cái bóng, hai bóng đèn hai bên các bác đó. Thì dòng này rất là hiếm gặp luôn. Tiếp nữa là dòng này các bác có thể tận dụng nó làm mạch dề các bác nhé, sử dụng cái dề đèn của nó để các bác xuất dề out và âm ly in các bác, âm ly pow in này các bác, đó pow âm ly input các bác, đó hoặc là dề out ra ngoài các bác gạt lúc này các bác nhé, gạt sang đây là các bác chơi chế độ pow dề này, gạt sang đây là các bác đánh như bình thường. Và tất nhiên rồi hai cầu AB cộng B, đó 4 đến 16 ohm. Với con âm ly này các bác chơi cặp Marang 7 này thì đỉnh của đỉnh luôn các bác nhé. Marang 7 này giá em để các bác giá chỉ 8 triệu 8, và Sony 1140 đẹp xuất sắc. Còn Sony thì các bác về độ thêm cái hồi gỗ xung quanh nữa thì nhìn nó rất là đỉnh các bác ạ. Và bộ này thì có 4 triệu cộng 18 triệu 8 là 12 triệu 800. Bộ này cực kỳ hay các bác ơi. Bác nào có nhu cầu lấy những cái bộ đẳng cấp mà cái số tiền bỏ ra nó không quá nhiều thì đây là một trong những bộ các bác đáng lưu tâm các bác nhé. Bát rất đẹp các bác, gần zin, cực kỳ đẹp luôn. Nó Marang 7, những cặp loa rất hiếm gặp trong phân khúc dưới 10 triệu các bác. Và cặp Marang 7 này các bác lưu ý là thời điểm hiện tại toàn trên 10 triệu thôi, nhà em có một cặp duy nhất 8 triệu 8 đó các bác. Chuyển sang bên này, một trong những cặp loa Diatone DS1000. Cặp này hầu như là nào bọn em về đến cửa hàng phát là chỉ quay lia qua thôi, chưa kịp tháo ruột thì đã bán rồi. Thì cặp Diatone DS1000 này, rất nhiều bác nhắn tin là tháo video, quay video lần trong cho anh xem. Thì phần lớn là em về đến cửa hàng thì em gói đi luôn, chưa thời gian để quay các bác ạ. Thì hôm nay em có một cặp rất đẹp để em quay các bác xem đây. Thì cái con bát này nó nặng, con bát này không nặng em phải nghĩ là mấy cân, một tay em không thể nhấc được các bác nhá, mà tay em thì suốt ngày bê loa, các bác biết tay bọn em rất là khỏe các bác ạ, bê loa quen rồi, nhưng mà nhấc cái con bát này một tay không thể nhấc được. Em nhấc giúp anh con bát này và em sẽ cho các bác xem con bát rất nặng này, cực kỳ gấu các bác nhá. Đó bát 30 nhưng thật sự khó con loa bát nào nó gấu này các bác, nhìn cái màng của nó các bác, nhìn xuyên ánh sáng qua luôn các bác, nhìn thấy các bác xuyên qua ánh sáng các bác nhá. Đó nó cực kỳ mỏng và cứng các bác, màng carbon, nó là những cái sợi carbon đan vào nhau, nó rất mỏng và cứng các bác ạ. Đó đấy là ưu điểm của carbon, nó vừa nhẹ vừa cứng và vừa mỏng và vừa bền, chịu nhiệt, chịu va đập và chịu vặn xoắn các bác nhá, riêng carbon này. Và nó có tính cứng nhưng mà cứng kiểu đàn hồi các bác, không phải cứng kiểu gãy các bác nhá. Và carbon này đấy các bác, cái con nhện nó các bác, đó rất là chất luôn. Và con bát này của nó là bát Diatone PVK2706BM 6 ohm made in Japan, nhấc giúp anh, rất là nặng các bác ạ. Và úp vào đây cho anh, úp xuống dưới cho anh. Con bát này thì chắc chắn rồi,
nó là zin nguyên bản, các bác nhìn này, từng những con cái keo của những con ốc của nó này, keo nhà máy các bác, rất đẹp luôn các bác nhá. Và đây là cái mút chống bụi của nó các bác, ngửa lên cho anh phát. Tất nhiên là gông kiềng của những con bát này rất là đẹp rồi các bác, nó vàng ọc luôn các bác nhá, nó không phải bàn về độ đẹp. Và phía trong đây các bác, phân tần nó kín bông luôn. Đây là con chung, con chung này của nó phải nặng bằng con bát của loa khác các bác, nhấc cho anh ấy. Phải nặng bằng con bát của loa khác luôn. Và con chép này rất là gấu các bác nhá, tại sao nó oánh kinh như thế. Và dòng này thì phân tần nó cực kỳ gấu luôn các bác. Nó sở hữu chính xác ở đây là có hai cụm phân tần các bác nhá. Và cái con em soi đèn cho anh vào trong kia phát. Cái con tụ kia kìa các bác, soi đèn cho anh vào đây phát. Cái con tụ kia là cái con tụ bạc kìa các bác. Nó dập cái phân tần của bát các bác nhá, rất là dã man con tụ bạc kìa các bác. Đó, con tụ bạc thì rất là chất các bác. Hơi mờ đó các bác thấy không ạ? Cực kỳ chất luôn. Và cặp loa này nó nặng phải trên 40 cân thì các bác, rất là nặng luôn. Em không chưa đo, em chưa nhấc thử nhưng mà nó rất nặng luôn các bác nhá. Nó khoảng độ, một là khoảng 36-37 cân, hai là phải 41-42 cân hoặc là 40 cân, nó rất là nặng luôn. Em chưa cân thử nhưng mà phải hai người mới khiêng được cặp Diatone DS1000 này. Và giá lần này để các bác giá chỉ 10.9 triệu các bác nhanh tay. Em có một cặp duy nhất. Và sang bên này là những cặp loa Nhật Diatone 77HR. Một cặp về rất đẹp các bác. Đó, 77HR các bác nhá, thùng vàng mà giá cực kỳ rẻ luôn. Những cặp thùng vàng này trên thị trường, những cặp HR các bác nhá, không phải HRX đâu, HR. Thì cặp Diatone 77HR này thì giá nó khoảng dao động khoảng 11 triệu các bác nhá. Đó, nhưng cặp này em để các bác giá chỉ có 9.200.000 đồng các bác nhanh tay, 9.200.000 đồng thôi. Rất rẻ luôn các bác nhanh tay, lần này bọn em về hàng rất là tốt các bác ạ. Và màng carbon, sợi đan này chắc chắn rồi, những cái sợi carbon già dàn nó đan vào nhau rất đẹp các bác. Và rốn carbon luôn, rốn này các bác không sợ lúm các bác nhá, dí vào nó cũng không lúm đâu các bác, lúm lại hồi ra các bác, đấy thấy không ạ, không sợ trẻ con dí đâu. Và cặp này các bác có thể nhấc giật bỏ cái căng các bác chơi luôn, đậy căng mà cũng được, nhưng mà giật bỏ cái căng là nhìn đẹp hơn các bác. Và chép và chung được bọc cái lưới các bác nhá. DS77HR giá 9.200.000 thì các bác nhanh tay, thùng vách đẹp xuất sắc luôn, 230W vừa nghe vừa hát. Tiếp nữa Diatone 73D, cặp loa này hiện tại là những cặp loa gọi là bị sốt giá các bác nhá. Diatone 73D không hiểu tại sao cặp này dạo này sốt giá kinh khủng luôn, nhưng nhà em vẫn để các bác giá. Bây giờ những con này giá lên đến hơn 9 triệu rồi, em để các bác giá 8.500.000 thôi, giá rẻ cực kỳ rẻ các bác nhá, rẻ hơn cả thời điểm 2 tháng trước nhà em bán luôn. 2 tháng trước thì em bán con này là 8.800.000 với 8.600.000, giờ 8.500.000 rồi các bác ơi, đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Đây càng cũng đẹp xuất sắc luôn, không bục không tì vết các bác. Giá này các bác nhanh tay các bác ạ, hàng vừa về xong. Mà cái hàng này các bác nhá, nó chưa lau bụi chưa gì cả các bác, chưa thổi bụi chưa gì hết các bác, gọi là hàng nguyên bụi. Các bác về các bác chỉ việc chơi thôi các bác, không phải bàn nhiều về độ đẹp các bác nhá. Đó, gân của nó luôn còn zin mà còn rất mới luôn các bác nhá, gân zin còn rất mới và mềm các bác ạ. Đó, hai viên tinh chỉnh 73D, nó chép lõi màu vàng, chung lõi màu vàng, nhanh tay các bác ạ. Và tiếp nữa một cặp cuối số của Kenwood các bác. Cặp này nếu các bác chơi thì thật sự các bác, nó rất là chất, nó phải ngang ngửa những cặp mà để mới tiếng của nó phải ngang ngửa những cặp em nghĩ cặp này nó phải ở tầm những cặp Diatone 1000 kia trở lên đó, không ở dưới, có khi là hơn đó. Nhưng cái cặp này sự bát nó bát kiểu bát 34-33 gì đó, bát rất to. Cặp này bát 30 các bác nhá, cái cặp Diatone này bát 32 đây các bác, đó 32 phân đó. Nhưng cái con bát này nó to hơn một chút các bác, con bát của Kenwood 99 Class A này, thì 99 Class A này nó là cuối số của Kenwood rồi. Và cặp này thì trên thị trường nó dao động khoảng độ 11 triệu luôn đó các bác, những cặp này. Nhưng để các bác giá chỉ 9.900.000 chưa đến 10 triệu, công suất 200W một quả, chung đôm chép đôm đẹp xuất sắc luôn, lỗ thông hơi phía trước. Cái này hay cái lỗ thông hơi phía trước này các bác, ê căng cũng đẹp xuất sắc các bác nha, rất đẹp luôn, 9.900.000 thôi. Với những cặp Kenwood này thì nó sử dụng gân mút và màng carbon, sợi carbon nó này, nó sợi carbon cao cấp các bác nha. Các bác nhìn có thể so sánh giữa sợi carbon của Kenwood này thì các bác, nó vân sờ các bác, được không? Cao nó có độ sờn nhất định. Nhưng cái cặp bên này nó cũng là carbon của Diatone nhưng nó là dòng không cao cấp bằng, thì nó sẽ không được đan, nó không sợ, nó không được to bằng như vậy các bác. Thì cái thằng màng carbon này nó dần giống như những dòng Onkyo D77 XX thì các bác, màng nó kiểu như vậy các bác. Đó, màng cao cấp hơn một chút các bác nhá. Đó, thì đây là những cái dòng Kenwood cuối số rồi các bác ạ. Riêng hãng Kenwood này mà giá chỉ có 9.900.000 cho đến 10 triệu. Cặp này vừa nghe vừa hát cực kỳ đỉnh luôn các bác ạ.
đó các bác, những cặp loa bát 30 khủng. Và Kenwood 990 Class A này có hai vi tinh chỉnh. Và cặp này các bác có thể ghép với những dòng Omni Pioneer. Hiện tại nhà em đang về những chiếc Omni Pioneer cực kỳ chất, dòng Pioneer 717 đấy các bác. Trước mắt các bác là chiếc 717V mới đét luôn. Đó các bác, mới đét luôn các bác ạ. Chiếc này giá 7.600.000 đồng các bác nhá. Mới đét luôn các bác, lưu ý giúp em. Anh nhắc giúp em con Omni này lên phát. Từ những cái dây nguồn nó mới đét lên đẹp luôn các bác nhá. Mới đét luôn. Đó, mới đét luôn. Và nhấc hẳn bổng lên hẳn cho em xem cái lưng ở dưới các bác. Cho các bác xem. Rất là nặng, cẩn thận. Đó các bác, nó mới lắm các bác ạ. Đó các bác, nó mới đét luôn. Đó, mới đét luôn. Đó, rất mới luôn các bác nhá. Và giá con này chỉ có 7.600.000 đồng thôi. Các bác đánh với những cái cặp loa to này, Diatone này, 77HR này, Kenwood 990 này, 73D này, hay là Diatone DS1000 này các bác nhá. Và thêm nữa thì hiện tại nhà em đang có những cái cặp loa rất là chất, ví dụ Bose 10.2 đây. Cặp này em đang tháo ra để em chụp ảnh để chuẩn bị cho bác khách bác chốt cái cặp này, thì tiện đây em cũng tháo cho các bác xem luôn. Nhắc giúp anh cái. Cặp này thì gân của nó vẫn còn zin luôn các bác nhá. Và các bác nhìn đấy ạ, từng cái dây bọn em còn chưa tháo ra lần nào các bác, rất là mới luôn. Và đây các bác, bọc nó sang kín lần trong rồi các bác ạ. Đây các bác, rất là kín các bác ơi. Đây các bác, đây là hệ thống phân tần của nó đây các bác. Nó có cái con tụ này và mấy cái bóng này các bác. Đây bóng đây, đây mấy cái bóng dán vào đây các bác. Đây bóng đây, đây đây này, bóng dán luôn. Đây các bác, bóng đấy. Nói chung là những cái bông này em cũng không muốn lôi ra đâu các bác. Lôi ra thì nhét vào lúc nó mất cái kết cấu bông của nó nên em cũng không muốn lôi ra. Túm lại là các bác nhìn con loa này chưa một lần thay gân các bác nhá, nó rất mới luôn. Và từng cái chạm loa có đó, cái cuốn này thì không thể cuốn lại rồi. Và đây cái vặn này về zin của hãng này các bác nhá. Dòng nó Bose 10.2 này, mở ra thùng thơm lức hũ óc chó các bác. Đấy, cặp này bao nhiêu em nhỉ? 23.500 các bác nhé. Các bác nhu cầu lấy cặp Bose này, em có hai cặp. Đây là một cặp và trong một cặp nữa đây các bác. Có hai cặp các bác nhé, có hai cặp Bose này. Đó các bác lưu ý giúp em. Thì các bác nhu cầu lấy Bose 10.2 này thì các bác nhắn tin cho em. Và những cặp nào trong cái video này, đây là một cặp nữa đây các bác. Một cặp Bose này đây, và một cặp Bose này đây. Đó, có hai cặp các bác nhé. Đó, 10 phân vẹn 10 đẹp như nhau luôn các bác. Thì giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin hẹn các bác trong video sau. Em báo giá rất là nhiều loa nữa các bác ạ. Đây là mấy cặp loa xuất châu Âu này các bác. Để trong video sau các bác nhé. Đó, Bose 301 em đang xếp kia theo đôi theo cặp các bác. Đó, rất là nhiều Bose luôn. Đó, các bác có nhu cầu thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em qua hai số. Giờ em xin cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ.